Theo đó, đối tượng Trần Thanh Biền, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk, bị bắt trên đường khi đang tàng trữ 5.000 viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng liên quan, gồm Lê Công Trường, sinh năm 1996, Lê Văn Tuyên, sinh năm 2003, trú tại huyện Hướng Hóa, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.